Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử đang ở trước cổng chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, là xe tải chở 1,5 tấn các loại rau dân cúng cho chùa Giác Ngộ để làm thức ăn cung cấp miễn phí cho các trung tâm cách ly tại một số quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh. Thì, trong thời gian mấy ngày giãn cách tại nhà, hạn chế tối đa việc đi ra ngoài phố đó, theo chỉ thị 16 của chính phủ, thì mỗi ngày chùa Giác Ngộ trao tặng trung bình là 2.500 suất ăn cho một số trung tâm cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh. Phần rau này đó là của của công ty vật liệu xây dựng Nguyễn Thịnh Châu Pha ở Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì mấy ngày qua cứ 2-3 ngày một lần á, thì gia đình của công ty này cùng với các nhân viên đã phát tâm dân cúng. Chứ mà chúng ta thấy là những cái bó rau rất là tươi xanh, rất là tốt. Đây là rau rau ngót, dưa chuột, rồi một số loại rau khác. Tất cả đây là rau cải xanh. Quý vị nhìn thấy rất là ngon ha. Rất là ngon và rất là sạch, tức là đã làm vệ sinh rất là kỹ lưỡng, rất là đáng trân trọng những tấm lòng quý báu nêu trên. Tài xế vừa đổ xe xuống đây để chuyển vào trong chùa, bắt đầu ngày mai thì phân phối. Thì, việc đóng góp các loại thức ăn, rau quả củ, ngũ cốc trong giai đoạn này có ý nghĩa nhân đạo và nhân văn rất là lớn. Bây giờ phút này thì kính mời các quý Phật tử đang theo dõi đó có thể xuống tầng G của chùa Giác Ngộ. Quý vị có thể nhìn thấy đây là các thành viên tăng đoàn của chùa Giác Ngộ túc trực mỗi khi có ai phát tâm, dù đó là ban ngày hay ban đêm, có khi là giữa khuya, đã nỗ lực hết mình xuống tận nơi để tiếp nhận với sự trân trọng cao quý mà các tín chủ đã dâng cúng cho chùa, làm việc công ích cho xã hội. Dân gian Việt Nam chúng ta có câu một miếng khi đói bằng đói khi no, tức là giá trị của sự khẩn thiết đó, nó làm cho việc đóng góp của chúng ta cũng với bao nhiêu số lượng đó, khối lượng đó, tiền bạc đó, ý nghĩa trở nên cao quý hơn. Thì quý vị có thể nhìn thấy đây là cái nơi tập kết các loại rau củ quả. Đây là một loại khác của cải xanh, quý vị, rất cái dúng nè, rất là tươi ha, rất là tươi, rất là sạch. Tức là những nơi dân cúng á, thì họ cũng rất là kỹ lưỡng, làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Đây là những củ cải trắng. Cái này thì hôm qua mua với giá hỗ trợ chỉ có khoảng 5.000 đồng một ký thôi. Còn thông thường ở ngoài thị trường thì đến 20-30 ngàn. Nghĩa là những người làm công việc này đó thì bán với cái giá rẻ của nông sản. Thì trong giai đoạn này thì việc bán buôn ở các tỉnh cũng rất là khó khăn, vận chuyển lên thành phố cũng khó khăn. Còn việc dân cúng cho các hoạt động nhân đạo và từ thiện á, thì được thuận lợi. Thì chùa Giác Ngộ cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 10, thành phố Hồ Chí Minh trao cho một số cái thẻ để mình có thể vận chuyển hàng hóa đi liên tỉnh và vận chuyển các thức ăn, thực phẩm từ chùa Giác Ngộ đến một số nơi. Và ở đây thì ở một cái vị trí khác thì là nơi tập kết gạo. Như quý vị đang nhìn thấy trước mặt quý vị, đó là gạo. Cũng có những cái loại làm thành một cái bọc vài ký. Rồi có những bọc còn nguyên. Thì tất cả
thể hiện cái sự cao quý của cộng đồng đối với các cái hoạt động nhân đạo và từ thiện của chùa Giác Ngộ, mà cụ thể đó là qua sự điều hành của các anh chị lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Đàn Nai. Nhân đây đó thì chúng tôi cũng xin thông tin thêm để quý vị có thể nắm được là trong những ngày vừa qua đó thì chùa Giác Ngộ đã tiếp nhận được sự phát tâm cúng dường của quý tăng ni và các Phật tử đến từ các tỉnh như là Bến Tre, Tiền Giang, Sa Đéc, thậm chí là Lâm Đồng gửi lên. Tổng cộng á thì nó gồm hơn 1.300 lượt đóng góp, bao gồm tịnh tài hiện vật, với sự đóng góp rất là đáng được tán dương của ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trực thuộc chùa Giác Ngộ, cũng như là các thành viên tăng đoàn đã làm việc rất là cật lực ngày và đêm để đón nhận những chuyến xe tình người hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong thời gian qua chúng ta cũng nhìn thấy được trên các phương tiện truyền thông, truyền hình, radio, báo giấy, báo mạng về việc những chuyến xe tình người liên tỉnh tất cả đều hướng về thành phố Hồ Chí Minh thân yêu để nhằm giúp cho việc thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ Việt Nam được thành tựu một cách mỹ mãn. Thì chúng tôi xin thông tin để tất cả quý vị hoan hỷ với sự phát tâm cao quý của cộng đồng Phật tử dành cho chùa Giác Ngộ trong thời gian qua để trao tặng cho những nơi bị cách ly. Về gạo thì đã trao tặng được 86 tấn. Về khoai lang thì đã trao tặng 123 tấn. Thì hiện tại thì chúng tôi đã đặt đơn hàng mua khoảng 150 tấn khoai lang tiếp tục. Thì dĩ nhiên là vì cái chỗ chùa Giác Ngộ nó có giới hạn cho nên là mình không có thể tập kết hết được. Thì trong mấy ngày qua đó, chùa Giác Ngộ đã trao tặng được 13.300 hộp cơm chay cho mấy chục địa điểm ở tại các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh. Thì trung bình 3 ngày trở lại đây cứ mỗi ngày đó là 2.500 hộp cơm chay. Điều đó là một cái nỗ lực rất là cao quý để giúp cho các cô chú, anh chị, các cháu đang ở tại các cái khu cách ly đó có được cái cơ hội làm quen với văn hóa ẩm thực chay, làm nuôi lớn tâm từ bi, cũng như vượt qua những cái khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Chùa Giác Ngộ cũng đã trao tặng 10 tấn rau củ quả, 250 thùng mì, 500 chai dầu ăn, 180 chai nước tương, 10.000 khẩu trang, 8.800 nón trắng giọt bắn và hơn 1.000 chai nước rửa tay lớn. Đó là một vài các hoạt động tiêu biểu của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trực thuộc chùa Giác Ngộ. Thì nói như vậy để chúng ta thấy là tất cả những tấm lòng cao quý của những nhà hảo tâm, của những người lãnh đạo, của những người điều hành, các thành viên tăng đoàn và một số phụng sự viên của chùa Giác Ngộ là rất đáng được trân trọng. Tôi xin giới thiệu thêm là để có được những cái phần cơm chay gỡ đi sáng và buổi chiều ở tại các cái trung tâm cách ly đó, thì đầu tiên thì chùa Giác Ngộ là cái địa điểm tiếp nhận. Sau đó đó thì các phụng sự viên của chùa Giác Ngộ sẽ đến để lặt, rửa rau quả củ, sau đó chuyển qua nhà hàng chay Giác Ngộ nằm ở đường Thùng Dương, cách chùa Giác Ngộ khoảng vài chục mét, đối diện với công viên Hòa Bình. Thì tiệm của chùa Giác Ngộ của Phật tử Nguyên Phúc trong thời gian qua đã phát tâm rất là cao quý, tập trung cho việc nấu các món ăn chay. Xin lỗi, đó là nhà hàng chay Giác Ngộ.
tập trung nấu các món chay. Và sau đó thì các phụng sự viên của quỹ đạo Phật ngày nay dưới sự điều phối của lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay đó gửi đi hơn 20 địa chỉ mỗi ngày. Thì việc đó nó cũng còn thể hiện được rằng là ăn chay không chỉ đơn thuần là ăn cho có, mà ngoài cái việc giữ được sức khỏe tốt, gieo hạt giống từ bi, nó còn là cái khẩu vị trong ăn uống. Cho nên các vị dưới sự điều hành của anh Nguyên Phúc ở tại nhà hàng chay Giác Ngộ đã làm tốt nhất có thể với những cái phần ăn rất là ấn tượng, đạt được khẩu vị cao. Ngoài ra thì chúng ta biết là nhiều Phật tử đã phát tâm cho mượn xe miễn phí để vận chuyển thức ăn sau khi hoàn tất xong, chuyển từ nhà hàng chay Giác Ngộ đến những nơi cách ly tập trung. Và dĩ nhiên là có những cái địa điểm quý vị biết là trong một số ngày qua là do vì có những cái chốt á, kiểm tra đó nên là nó cũng bị tắc nghẽn, đi một cái khoảng cách đường dù không dài lắm nhưng mà mất tương đối là khá nhiều thời gian. Tất cả vì hướng đến cái mục tiêu duy nhất thôi, đó là giúp cho các cô chú anh chị và các em các cháu đang ở tại các khu cách ly tập trung đó cảm thấy không có cô đơn, chống vắng buồn chán, cố gắng giữ thật tốt theo phương pháp 5K để đảm bảo sức khỏe cho mình và an toàn sức khỏe cho những người xung quanh, nhằm giúp cho đất nước Việt Nam của chúng ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đó vượt qua cái thử thách của đại dịch Covid-19 ngày càng đang lan rộng khó lường. Thì nói đến đây thì tôi thể hiện lòng trân quý cao nhất dành cho các nhà hảo tâm, các thiện nam tín nữ ở các tỉnh thành, trong đó cũng có số tăng ni đã phát tâm dâng cúng ra quả cũ để cho chùa Giác Ngộ có thể thực hiện được hơn 2.000 suất ăn chay mỗi ngày cho các cái khu cách ly tập trung. Rồi tôi cũng chân thành cảm ơn ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay, các anh chị đã làm việc ngày và đêm nối kết các nơi, bao gồm nối kết để nhận các rau quả cũ cúng dường, nối kết để mua nông sản giá rẻ, giải cứu nông sản để có được các cái khẩu phần ăn rất là đạt yêu cầu và tiêu chuẩn. Đồng thời cũng cảm ơn các Phật tử phụng sự viên đã rất là nhiệt tình làm những việc tốt nhất có thể để giúp cho việc lặt, rửa, nấu, vận chuyển, trao tặng cho những nơi thật sự rất là cần thiết. Đồng thời chúng tôi chân thành tán dương các thành viên tăng đoàn chùa Giác Ngộ theo sự phân công của chùa đã nỗ lực mỗi khi các xe hàng chở ra qua cổ đến thì nỗ lực làm việc hết mình. Vì trong giai đoạn này thì phải hạn chế việc có mặt của các Phật tử, cho nên những gì mà tăng đoàn có thể làm được thì tự nỗ lực làm để góp phần mang lại sự chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho một số người dân tại các khu vực tập trung. Tôi cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả các cô chú anh chị Phật tử, những người đóng góp trực tiếp và gián tiếp trong việc hiến cúng gạo, khoai lang, rau quả củ, cũng như hỗ trợ hợp tác với chùa Giác Ngộ bán nông sản với giá giải cứu để nhằm giúp cho quỹ đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ có thể thực hiện được nhiệm vụ cao quý, đó là trao tặng hàng ngàn suất ăn mỗi ngày cho những khu vực cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là trao khoai lang gạo đến một số tỉnh thành đang có nhu cầu rất là bức thiết. Nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị đạt được năm phúc lành, có được an vui hạnh phúc để tiếp tục làm những việc hữu ích cho cộng đồng và xã hội. Đồng thời cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ để Việt Nam chúng ta đó sớm mà con đường ngoại giao đạt được
số lượng vaccine nhiều nhất có thể nhằm giúp cho tất cả người dân Việt Nam được chích thành công, an toàn để khống chế dịch. Và cũng rất mong trong giai đoạn này tất cả chúng ta hãy ở yên tại nhà, nếu không có những cái việc khẩn cấp thì theo chỉ thị 18 thì chúng ta hãy ở yên một chỗ. Và phối hợp với Phật giáo thì đây là cơ hội để mình trải nghiệm sự chăm sóc những người thân, rồi chăm sóc bản thân mình, đọc thêm kinh sách, nghe các băng giảng, thực tập thiền định để trải nghiệm đời sống nội tỉnh. Nó giúp cho chúng ta trở nên sâu lắng hơn, gắn bó hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Và những khó khăn về vật chất, những trở ngại về công ăn việc làm, những sự tàn phá kinh hoàng của đại dịch Covid, theo luật vô thường chắc chắn sẽ đến một ngày nào đó sớm sẽ được vượt qua. Và cái sự thành công này đó lấy được hoàn toàn vào ý thức tuân thủ luật pháp của tất cả mọi người công dân, biết quý trọng bản thân mình, vì theo Đức Phật sự sống con người là quý giá. Cho nên chúng ta cứ xem những ngày ở yên tại nhà theo chỉ 16 á, nó giống như là những cái năm nhuần, nhuần ở yên, có khi là 14 ngày, có khi là 28 ngày, rồi có khi gấp 3 lần như thế. Rồi cuối cùng rồi tất cả mọi việc nó đều sẽ trôi qua thôi. Bằng cái sự lạc quan, tinh thần tuân thủ, ý thức tôn trọng và sự cam kết cao đó, thì trước sau gì Việt Nam chúng ta cũng vượt qua được đại dịch Covid-19. Cầu chúc cho vaccine Nanocovax của tập đoàn Nanogen và Học viện Quân y sớm được ban hành để mọi người dân Việt Nam trong vòng mấy tháng tới có thể được chích ngừa, và theo đó thì mọi sinh hoạt của chúng ta sẽ trở lại như là bình thường. Cầu chúc mọi việc tốt lành xảy ra với tất cả chúng ta, và mong nỗ lực thông minh tập thể sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng được đại dịch Covid-19. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát.